Sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi và hấp dẫn, đến thời điểm này, Ngày hội sách và văn hóa đọc tỉnh Tây Ninh năm 2024 đã khép lại và được đánh giá là thành công tốt đẹp. Ngày hội sách năm nay thu hút sự tham gia của 15 gian hàng với hơn 6.000 tựa sách, tương đương 23.000 quyển sách và được tổ chức thành nhiều không gian sách phù hợp với mọi lứa tuổi. Trong thời gian diễn ra ngày hội, có rất đông người dân, nhất là các bậc phụ huynh và các em học sinh đã cùng tìm đến để tham quan và mua sắm. Trong khuôn khổ ngày hội sách năm nay còn có nhiều hoạt động thú vị như tọa đàm giao lưu, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, tọa đàm truyền cảm hứng, phương pháp đọc sách, kỹ năng thu thập kiến thức, cuộc thi thiết kế bìa sách, quyển sách em yêu, hội thi gia đình đọc sách, đêm nhạc acoustic, giao lưu cùng với các bạn trẻ cùng nhiều hoạt động sôi nổi khác. Kết thúc ngày hội sách, các đơn vị tham gia ngày hội đã trao tặng cho tỉnh Tây Ninh hơn 2.200 quyển sách số sách này sẽ được trao tặng lại cho các trường học khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới theo ghi nhận của phóng viên đa số những người đến tham quan ngày hội sách đều bày tỏ mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa những hoạt động tương tự sẽ được tổ chức giúp người dân tây ninh có thêm nhiều cơ hội để tiếp cận với kho tàng tri thức và góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng